không muốn thì cũng phải chấp nhận thôi. Tụi tôi không còn lựa chọn nào khác hết. Ông với vợ ông thì sao cũng được, nhưng mà hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ ông tính sao? Đó là điều khiến tôi đau đầu nhất tới bây giờ. Tôi cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Tôi cũng muốn tụi nhỏ phải bị chia cắt. Bây giờ tôi đang rất khó xử. Khó xử xong còn đòi ly dị? Thì tôi cũng đâu có muốn đâu, nhưng mà hoàn cảnh nó bắt tôi phải như vậy. Không, chính Loan đã buộc tôi phải ly dị đó. Tại sao? Tôi không có hiểu. Em cứ nghĩ coi, thật, cô ta coi thường tôi như vậy. Cô ta ý là cô ta làm ra nhiều tiền, cho nên cô ta quyết hết tất cả mọi chuyện ở trong nhà. Cô ta đã biến tôi thành một kẻ chồng bù nhìn, không hơn không kém đâu. Rồi còn nghe tung lung tung, khiến tôi phải mất mặt với cả đồng nghiệp luôn nữa. Ông có nói quá rồi. Tôi thấy Loan không có nghe lung tung gì hết. Rõ ràng sự thật ông có bồ thiệt. Tôi đâu có muốn hay là có ý định cặp bồ đâu. Chính cô ta đã buộc tôi phải làm như vậy. Ông không có tưởng tượng được ra cái cảnh cô ta cứ du cho tôi là ngoại tình, rồi tới công ty đó làm đập bang lên rồi đánh ghen nữa. Thật là khủng khiếp. Cô ta sẵn sàng bỏ hai đứa con nếu như chúng tôi ly dị. Ông nghĩ đi, một người mẹ dám bỏ con của mình như vậy thì thử hỏi ông tôi có nên sống chung hay là không. Tôi nói thật nha, tôi không tin Loan là người như vậy. Tôi nhớ ngày xưa Loan là một người rất hiền lành, rất dịu dàng, chứ không phải là cộc tính giống như ông nói đâu. Việc đó là ngày xưa rồi, còn bây giờ cô ấy khác lắm rồi, khác nhiều lắm. Tôi nói thiệt nha, tôi muốn phát khùng lên vì cổ luôn đó. Tôi không thể nào sống chung với cổ được nữa. Mà thôi, không có nói chuyện này nữa. Bây giờ ông á, ông tính sao? Tôi đã nói với thằng Kiên rồi, tạm thời á vẫn làm việc ở chi nhánh công ty một thời gian, nhưng mà bên cạnh đó thì tôi vẫn nghiên cứu thêm, tìm một công việc nào đó phù hợp. Nếu như ông tính làm về lĩnh vực dược phẩm hay là thiết bị y tế thì tôi có thể cho ông vài thông tin, nhưng mà còn về lĩnh vực khác á thì tôi bó tay rồi. Cảm ơn ông. Tôi á thì chỉ mới tham khảo thôi, chứ chưa có quyết định đâu. Có gì á liên lạc với tôi, nếu mà tôi giúp được ông cái gì tôi giúp liền. À, ông hứa rồi đó. Cảm ơn ông. Anh về điện đi, tôi có việc phải về rồi, còn tôi gặp anh sau nhé. Tính tiền giúp tôi luôn đi. Sao con thấy dễ chịu hơn không? Con ngu quá à. Có đau nữa không? Dạ không. Nè bé. Cảm ơn con. Nè, uống sữa đi. Mẹ để ly sữa đây nha. Dạ. Lát nữa con mà muốn uống thì con cứ gọi mẹ hay là chị Bông sẽ lấy cho con uống. Không có được đi xuống mà đi tới đi lui nha chưa? Dạ. Nghe. Bông nè, ở lại chơi với em B. Mẹ ra ngoài có chút chuyện. Em thiệt ngốc đó, em đâu có cần chứng minh cho chị thấy kiểu đó đâu. Nhưng mà chị tin em chứ? Chị tin rồi. Chân em bắt đầu chưa? Em đâu có một chút à, mai khỏi liền. Em nè, bây giờ em đi qua má đi. Em nói với má là
Chị và mấy đứa nhỏ không sao đâu, để má khỏi trông. Chuyện của chị bây giờ là lo cho gia đình của chị kìa, không cần phải lo cho má đâu. Vậy bây giờ chị phải làm sao chứ? Chẳng lẽ chị phải quỳ lạy cô ấy, kêu cô ấy buông tha cho anh Cường, phải quỳ lại để van xin anh Cường quay trở lại với gia đình sao? Chị có làm như vậy á thì cũng không giải quyết được chuyện gì đâu. Việc của chị á là chị phải làm sao cho anh ấy hiểu là anh ấy đã sai và tự nguyện quay lại với gia đình. Mà chị muốn làm như vậy thì chị phải thay đổi giống như chị nói với em vậy đó. Không được đâu em ơi, chẳng có ích gì đâu. Một khi anh Cường anh đã muốn rời xa mẹ con chị rồi thì mọi sự cố gắng của chị cũng đều vô ích. Không được, ba vẫn còn thương mẹ. Mẹ ơi, mẹ đem ba về cho tụi con đi. Con xem mẹ đó, mẹ với ba đừng có rời xa nhau nữa. Không, ai cho phép con nói chuyện với mẹ kiểu đó vậy hả? Con là con nít biết gì mà nói. Chị, thôi đừng có la cháu. Con cũng nghĩ ba không còn thương mẹ nữa, ba cũng không còn thương tụi con nữa. Nhưng em bên nó không phải. Em đã ngã để chứng minh cho con thấy là ba vẫn còn thương mẹ đó. Anh, các sếp đã xem hồ sơ mà anh làm để chào hàng cho bệnh viện Tâm Đức đó, rất là tốt. Em hy vọng là dự án này của chúng ta sẽ thành công. Nhưng mà nếu muốn như vậy thì chúng ta vẫn phải đi bằng cửa sau. Thì anh cũng đánh bài ngửa với anh ta rồi. Anh nói nếu ta giúp nhận thiết bị ở bên mình thì anh ta sẽ được hưởng 2% của tổng giá trị hợp đồng. Rồi anh ta nói sao anh? Anh ta nói việc này một mình ta không thể quyết định được, rồi nói mình cứ làm hồ sơ rồi gửi qua. Chắc cái kiểu này là đang giỡn nhau đây. Anh cứ xin anh ta một cái hẹn đi, rồi sẽ đi cùng anh gặp anh ta. Mà tốt nhất á, anh gọi liền đi. Nếu mà anh ta rảnh á, mình ra gặp luôn. Nhưng mà lát nữa anh phải về nhà. Anh muốn xem con bé nó thế nào, anh muốn coi nó ra sao. Hôm nay Loan nói nó xuất viện này. Vậy để em ra mua một ít trái cây. Anh về nó là cô Tú Anh gửi nha. Hai đứa nhỏ có nhà của em. Tụi nhỏ trong phòng đó, về nhà đi. Tôi muốn thăm con. Đó, chị thấy chưa, anh Cường vẫn còn quan tâm tới bọn trẻ lắm, vẫn còn dư dấn với gia đình này lắm. Bây giờ mọi sự quyết định đều nằm ở chị hết đó. Chị phải nhịn một chút để được gì của mình chứ. Chị hai, em xin chị luôn đó, chị mà bỏ qua cơ hội này, chị sẽ hối hận đó. Vậy theo em, bây giờ chị phải làm gì chứ? Bây giờ hai chị em mình sẽ đi lên trên đó, rồi em sẽ mời anh ấy lại ăn cơm nhân dịp em về nước. Nếu mà anh ấy có từ chối á thì chị phải thiệt nhẹ nhàng, nghe hợp lý thì anh ở lại. Còn nếu mà anh đồng ý á thì chị phải hỏi ý kiến anh coi là mời anh món gì. Xong rồi cái em sẽ nhờ anh chở chị đi chợ. Chỉ cần anh ấy ở lại thôi, mọi việc sẽ ổn hết. Đi chị. Đi nha. Đi. Đây, có trái cây này. Wow, nhiều quá. Cam. Có thể ăn thế nào nè? Con thích ăn cam. Cam hả? Đây,
gặp cô này. Wow, có cả nho nữa nè. Nho là mẹ sẽ ăn nhất luôn á bà. Đã quá. Thì cái con ăn mấy trái cây này, còn nhó để dành phần cho mẹ nhé. Dạ. Đi, để bà nội. Ủa ba, tất cả là bà mua hết hả? À không, ba chỉ mua sẵn thôi. Còn trái cây là của Tú Anh mua gửi cho các con. Thời gian trôi đi nhanh quá. Mới đó mà đã hơn 10 năm. Anh nhắc em mới nhớ. Hơn 10 năm rồi. Nhìn anh thay đổi nhiều lắm. Nếu như mà anh không nói, chắc em cũng không nhận ra anh đâu. Em thấy anh thay đổi, em không nhận ra. Nhưng mà đối với anh, khi anh gặp em anh nhận ra liền. Dù em có thay đổi thì... Vậy bây giờ cuộc sống của anh thế nào? Thì cũng giống như 10 năm trước. Độc thân hả? Chắc có lẽ là anh chưa gặp ai dám lấy anh làm chồng. Em nghĩ chắc là anh không muốn thôi. Cuộc sống của em sao? Em đã có chồng và 2 con rồi. Vậy thì cũng tốt. Em sống hạnh phúc chứ? Dạ em khá là hạnh phúc. Dạ em rất hài lòng về cuộc sống của mình. Trời, Loan nói như vậy mà cũng tin sao? Thì Loan vừa mới ngồi với tôi, quấy nói vậy mà. Đó là quấy nói như vậy thôi, làm gì có hạnh phúc. Mà ông đã gặp thằng Cường rồi, chính nó đã nói cuộc sống hiện tại của nó cho ông nghe rồi còn gì. Biết đâu á là họ đã làm lành với nhau rồi. Vợ chồng người ta mà, đâu phải nó bỏ là bỏ được. Nếu có chuyện đó, Loan đã nói cho vợ tôi nghe rồi. Tôi không tranh cãi trong chuyện này nữa. Ông mà muốn biết chính xác, hãy đến nhà của nó, nhìn thái độ của vợ chồng nó là ông biết liền à. Nhưng mà làm sao á, tôi gặp được 2 người cùng một lúc. Cường nó có mấy khi về nhà đâu. Nếu như mà ông muốn thì tôi sẽ có cách. Anh, chiều nay anh có về thăm má không? Có chuyện gì không em? Tại vì em thấy lâu rồi không có về thăm má đó. Tại vì mình bận quá mà. Anh à? À, có phải anh ngại gì má hay nhắc tới chuyện của tụi mình đúng không? Sao lại phải ngại chứ? Anh đã nói với em rồi, chuyện của tụi mình đó không có thành vấn đề gì hết. Nhưng anh phải chờ thêm 2 tháng nữa. Dạ. Tôi nghe nè. Ông đang ở đâu? Tôi đang ở công ty. Tôi muốn mượn lại bộ chợ bóng bàn cho cậu em vợ chơi. Tại lâu rồi tôi giọng không chơi nữa. Hay là ông qua nhà tôi lấy nha. Ông có thể về lấy giùm tôi được không? Tại vì nhà không có ông ở nhà, tôi qua thấy cũng ngại. Thôi được rồi, sau giờ làm tôi sẽ về lấy cho. Ok, cảm ơn ông. Chào. Ê, chị đi đâu rồi? Chị ở phía trong. Quá sáng như vậy, chán quá đi à. Khi tiền nhà, tiền điện nè, tiền nước nè, tiền wifi. Mỗi tuần cũng hết 1/2 của 6.4 triệu rồi. Nửa còn lại không đủ để mua trà, cà phê, trái cây trong vòng 1 tuần. Rồi tiền ăn của 2 đứa nữa chứ. Bỏ công sức rồi bỏ tiền bạc ra, không có đòi đồng nào hết. Chán quá trời chán nè. Vậy mày vô tâm vừa thôi chứ. Mày có biết là tao đóng khùng lên không? Tao không biết á. Mày tới đây để làm hay là để tới chơi vậy? Em á, cũng vừa dọn dẹp xong rồi. Bây giờ có khách thì bây giờ ngồi chơi, chứ em biết làm gì giờ. Không có khách á thì mày phải làm cách nào để lôi kéo khách về quán chứ. Đó là việc của chị, chứ không phải là việc của em. Em chỉ là người làm thuê cho chị thôi mà. Chị bảo cái gì thì em làm cái đó, chứ làm sao mà em quyết định được. Mày càng ngày mày càng quá đáng hả? Lúc mà tao mới mở
thì mày nói với tao là mày sẽ hết mình giúp tao. Bây giờ tao gặp khó khăn, tao cần mày giúp. Thì mày nói á, mày chỉ là người làm thuê. Tao bảo gì nghe đấy hả? Vậy tao bảo mày á, mặc bikini ra đứng ngoài đường á, thì tao không khách vô đây á, mày có chịu mặc không? Nè, chị đừng cậy chị có tiền, thì chị đến mặc với em nha. Nếu không phải là chị em với nhau, chị em mất mớ gì phải ngồi đây làm cho chị. Thử hỏi, từ lúc mở quán tới bây giờ, chị có trả em được đồng lương nào chưa? Ừ thì cứ cho là vậy đi. Nhưng mà rõ ràng á, là mày không giúp gì được cho tao hết. Mọi chuyện á, là điều cho tao tự làm thôi à. Chị muốn làm chuyện, chị muốn thu nhập cao, thì chị làm là phải rồi. Chị còn than giảm cái gì nữa? Trời chịu đáng ghét, tao không nghe mày nói nữa đâu. Tụi mình có đi nói chuyện sao? Chào mọi người. Ủa, hôm nay bạn coi quán hả? Thì ở quán có nhân viên coi rồi. Hôm nay chưa đến bài. Bà thích thì chiều thôi. Rồi, chơi. Ok. Anh vô nhà đi. Nè, hai con. Bông, bê bê. Dạ. Đây là chú Quốc, bạn cũ của ba và mẹ. Chào chú đi con. Con chào chú. Chào chú. Tụi con giỏi lắm. Nè, chú có quà cho hai đứa nè. Chú cho thì con cứ nhận đi. Dạ con cảm ơn chú. Quá đẹp quá à. Đây là chỗ bông mà ba mua cho em hả chị Bông? Ủa, vậy là ba tụi con cũng hay mua gấu bông cho tụi con hả? Dạ. Được rồi, mày muốn tới đây á, chú sẽ mua gấu bông nữa cho. Thôi, hai đứa đi lên trên lầu chơi đi, để mẹ nói chuyện với chú Quốc một chút. Dạ, con chào chú. Anh ngồi chơi đi. Hai đứa con của em dễ thương quá. Anh mà có hai đứa vậy á, chắc ngày nào đi làm gì anh cũng mua quà cho tụi nhỏ. Anh tới nãy giờ mẹ em quên mất, để em rót nước cho anh. Chị, người đàn ông ngoài đó là ai vậy? Là một người bạn cũ của chị, lâu năm rồi chị cũng chưa gặp anh ấy. Là bạn bình thường thôi hả? Nè, em hỏi vậy là có ý gì hả? Em nghĩ chị cũng như anh Cường sao? Ủa, ông tới hồi nào vậy? Sao còn gọi cho tôi? Tôi mới tới. Mới làm gì hả? Ừ, ông ngồi đi. Nhà của hai vợ chồng ông đẹp quá. Tôi ước mơ có căn nhà vậy đó. Anh mới về hả? Anh mới về. Hôm nay công việc anh sớm sớm. Anh có uống nước đi. Mấy khi tôi tới chơi mà hai người tính đãi tôi nước lọc vậy thôi đó hả? Chị bọn họ trả lời ông như thế nào? Loan thì mời tôi ở lại dùng cơm. Còn ông Cường thì tìm cách từ chối, nói là bận việc. Nói chuyện một hồi, ông lấy chiếc giờ của bàn đi ra ngoài. Nhìn thái độ của họ, tôi biết là Loan nói dối. Cô ấy không thành thật. Nhìn hai đứa trẻ, tôi thấy thương quá. Tương lai của tụi nhỏ sẽ ra sao nếu như ba mẹ tôi đi gì nhỉ? Tôi cũng nghĩ như ông. Vợ chồng tôi cũng đã tìm đủ mọi cách để hàn gắn cho nó, nhưng cũng không được. Quyền quyết định là ở họ. À, mai tôi phải đi Đà Nẵng giải quyết mấy việc luôn. Ông ở đây cố gắng coi có cách nào á thì giải quyết giùm. Tiếng là không thể giúp được gì hết. Thôi tôi về đi. Anh về trước nha. Dạ. Sao anh không ở lại chơi? Em gọt xong trái cây ăn rồi hãy về. Anh cảm ơn. À, có gì phải đi rồi. Để dịp khác nha. Dạ.
Anh này quan hệ như thế nào với mấy anh vậy? Một người bạn cũ hồi học phổ thông. Anh ấy rời thành phố cách đây chục năm rồi. Bây giờ quay lại đây làm việc. Anh Cường với chị Lê thật may mắn khi có một người bạn như anh ấy. Tiếc là họ không nhận ra được sự quan tâm, lo lắng của bạn bè xung quanh dành cho gia đình họ. Anh ấy nói như vậy thật hả? Ừ. Em nói dối chị làm gì? Chị nói dối anh ấy là chị đang hạnh phúc. Thật sự chị cũng buồn lắm. Nhưng mà không lẽ lâu ngày bạn bè gặp nhau mà chị lại nói những chuyện không vui về gia đình mình như vậy? Anh ấy có nói với anh Kiên là sẽ cố gắng tìm mọi cách để hàn gắn gia đình chị. Đừng để hai đứa trẻ mất cha hoặc mẹ. Chị thấy đó, tất cả những người bạn của chị đều quan tâm, không ai muốn gia đình của chị tan nát hết. Mà họ cũng đâu có làm được gì đâu. Chỉ có anh chị là người quyết định. Mình nên phải làm điều gì đó để hàn gắn gia đình chứ chị. Chị hiểu không? Chị ơi, gì cái vụ sổ đỏ đó, chị tính nói chuyện với con Loan cho ra chuyện chưa? Khỏi cần, nói làm gì cho thêm đau lòng. Nó đối xử tôi như vậy là đủ rồi. Thiệt tình, em không có tin là con nhỏ Loan nó làm như vậy đâu. Nó có thể lấy lúc nào được chứ. Chị ở nhà cả ngày mà. Nè, tôi nói với cô là tôi không quan tâm. Vấn đề là ở chỗ, nó đã làm cho tôi cực kỳ thất vọng gì đó. Nào giờ tôi yêu thương nó bao nhiêu thì bây giờ mất hết rồi. Đã vậy, nó lại còn nói khi ly hôn nó sẽ đưa lại hai đứa con cho thằng Cường nuôi. Cô nghĩ lại đi, có người mẹ nào như vậy không? Nhưng mà đó là chị nghe một phía từ con Thư nó nói. Chị phải tìm hiểu cho kỹ, chứ không thôi chị trách oan con Loan tội nghiệp nó chứ. Nè, bộ cô muốn tôi nghi ngờ con gái tôi hay sao? Con Thư nó là đứa ham chơi thiệt, nhưng mà tính tình nó ngay thẳng, tốt tính. Có bao giờ nó vu oan cho ai đâu. Cô mà nghĩ như vậy thì tội nghiệp cho con tôi lắm. Trời ơi, không có phải em vu oan cho con Thư gì hết á. Nó cũng là cháu của em mà. Ý của em chỉ muốn là... Nè nè, cô để yên cho tôi tính toán, buôn bán làm ăn kiếm tiền nha cô.
Cô Tám, sao hôm nay qua chơi sớm quá vậy? À, con. Có, ăn gì chưa? Ăn sáng không? Dạ thôi má ơi, con đi ra quán để coi quán xá như thế nào, chứ đâu có rảnh để bà Tám đâu. Con đi nha má. Ờ, con này, ăn nói gì mà kỳ cục vậy? Không hiểu sao nữa. Chị, hay là lúc nào chị lựa lời hỏi nhỏ con Thư coi làm sao? Nó lấy thông tin con Loan lấy sổ đỏ từ đó ra. Tôi không thích điều tra con tôi kiểu đó. Mà cô á, thôi đi. Rõ ràng là con Loan có tủ đủ tiền mình. Tại sao lúc nào cũng tìm cách đinh giật nó vậy? Giỏi cô, con Thư, nó nói láo để làm cái gì? Chị, rõ ràng là yên chị. Đâu ghét nó thương. Lúc nào cũng quên con Thư chậm chậm. Chị tội con Loan. Bài cô nữa sao? Dạ, chú cho con lấy cái chìa khóa anh cường gửi. Chuyện nhà của cô chú á, tôi quan tâm. Nhưng mà cô làm gì làm đừng có quậy tôi như bữa trước là được rồi. Thấy mặt cô là tôi sợ lắm. Dạ thưa chú, tôi xin lỗi chú. Là bữa đó con xịn quá. Chú cho con mượn chìa khóa nha. Dạ, chìa khóa của cô nè. Dạ con cảm ơn chú. Ê, bữa nay quán ăn được quá hả? Ừ, được đó. Ủa chị Tú Anh, chị không đi ăn cơm trưa hả? À, chị đợi anh Cường về rồi mới đi. Dạ chị, em qua đây ngồi nha. Ờ. Mẹ uống nước đi. Mẹ, ăn miếng trái cây đi. Cảm ơn em. Ờ, bà biết sao không? Ừ. Quán cơm nay bà dẫn tụi tôi đi á, ngon lắm á. Chứ sao? Anh xong việc chưa? Anh Cường xong rồi. Ừ, anh xong việc rồi thì về công ty đi rồi mình đi ăn. Em đói bụng quá rồi. Ừ, em đi ăn một mình đi chứ. Anh đang ở gần nhà. Anh muốn về nghỉ ngơi một lần. Chị nhớ, chưa gặp lại. À, alo. Lại bỏ bữa trưa nữa. Mẹ chua quá à. Chiều lại đi học về mẹ gọi đồ cho con nha. Dạ. Ở trong trường mấy cô cột tóc con đau lắm. Mẹ cột tóc đẹp nhất, con yêu mẹ nhất.
Đỉnh quá. Ủa ba. Con. Sao đi làm về trễ quá vậy? Còn anh nó chờ anh hoài mới chịu ăn cơm. Anh gặp đối tác mãi mê công việc quá nên quên về nhất luôn. Lần sau mà anh bận quá thì cứ đến bữa anh cứ ăn đi, chứ không dễ đau bao tử lắm đó. Anh vô trong ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, em đưa con đi học. Ba, ngày mai ba nhớ dậy sớm ăn cơm với con nha. Được rồi, mai ba sẽ dậy sớm. Dạ. Anh lấy cái giỏ của em với lại bê đi. Anh lấy giùm em nha. Mới gột tóc xong là sột sệt ra rồi. Dạ đi, để ba đi. Con cảm ơn ba. À, em quên nữa. Em bữa làm chưa khóa nhà nè. Em cứ giữ đi. Khi nào không có anh ở nhà thì cứ giữ. Anh còn một chị nữa mà. Chị cũng được. Hồi nãy em thấy anh có mấy cái áo cũng cũ hết rồi. Để bữa nào em mua áo mới cho anh nha. Thêm đi. Con chào ba. Chào con. Nấu cơm cho anh ăn vậy? Em Loan nấu. Cô ấy nói bebe vẫn còn bệnh nên cô ấy không yên tâm khi để bebe ăn cơm trong trường. Đưa về đây cho nó ăn cơm đầy đủ. Hai mẹ con ăn xong rồi chừa phần cho anh đó. Tại sao cô không mang con về nhà để mà chăm sóc? Tại sao lại mang con tới đây để làm gì? Thì em cứ thử tính coi. Con bé được nghỉ có 2 tiếng rồi. Nhà cổ thì là ở xa, còn ở đây thì lại gần trường. Cổ đưa con về đây là hợp lý lắm rồi. Em không có tin. Em sẽ qua hỏi chủ nhà coi có đúng là như vậy hay không. Em nói cho anh biết nha. Em có thể tha thứ cho anh trong bất cứ chuyện gì, nhưng mà anh lừa gạt em là không có được đâu đó. Em muốn làm gì thì làm. Bây giờ anh đói rồi, anh chỉ muốn ăn cơm thôi. Em ăn không? Anh lấy chiếc cho em nha. Thôi, cảm ơn. Cậu nấu cho anh ăn chứ có nấu cho em ăn đâu. Mệt em ghê. Thôi rồi, ngày mai anh sẽ nói cổ nấu thêm một phần cho em ăn nữa được chứ? Cái gì? Ngày mai chứ không lại tới đây nữa hả? Anh đã nói lý do với em rồi. Anh thấy đây là chuyện rất bình thường thôi. Anh nghĩ em không nên căng thẳng như vậy đâu. Chị không dễ dàng để vô được căn nhà này đâu. Chị cứ lựa đi, em cảm ơn chị. Chị ơi, chị đã lựa được mẫu nhà chị thích chưa? Nãy giờ chưa lựa được đâu. Hay để em lựa giùm chị nha. Thôi được rồi, để chị tự coi em. Dạ, cảm ơn chị. Có gì chị cứ kêu em. Rồi, được rồi, cảm ơn em. Loan. Loan, lâu quá không gặp, khỏe không? Dạ khỏe, chị khỏe không? Chị khỏe. Dạ. Sao tự nhiên nhìn nhà em lạ vậy? Thấy em là lạ sao á? Có chuyện gì phải không? Hai chồng lại phải không? Đâu có đâu, bình thường mà. Giống chị mà. Nhìn cái cách ăn mặc của em, hai chồng quê phải không?
Đâu có đâu chị. Thôi em đừng có giấu chị mà. Nhìn em rất là ok. Nhìn cách ăn mặc nói năng mình chị biết rồi. Nhớ giữ chị nha. Dạ cảm ơn chị. Nói nghe này, sao cái mặt của em hôm nay sáng quá vậy? Em mới đi spa hả? Chủ nào vậy chỉ chị với? Đâu có, em có cho em bên nước ngoài mới về. Nó có đưa sản phẩm làm đẹp cho em. Em mới sử dụng khoảng 10 ngày. Trời ơi, 10 ngày vậy mà đẹp rồi đó hả? Cái sản phẩm này có bán ở Việt Nam không? Dạ, chị qua đây em nói chị nghe. Tới người bình thường còn cảm nhận được nữa, huống chi lạnh cường. Mà hồi trưa nay chị gặp ảnh, chị thấy làm sao? Chị cũng thấy bình thường mà. Nhưng mà chị cũng có cảm giác là ảnh nhìn chị bằng một cặp mắt khác lạ hơn. Khác là sao? Là thân thiện hơn hay là ghét hơn? Em biết rồi em còn hỏi nữa. Vậy á là có tín hiệu tốt rồi đó. Ngày mai chị cứ vậy mà phát huy cho em. Hôm nay quán thế nào em? Đây nè, chị coi đi. Chị nè, người ta tới đòi tiền hàng rồi đó. Rồi em nói sao với họ? Thì em nói chờ chị về giải quyết chứ sao. Họ nói tuần sau quay lại. Mà họ nói nếu mình không trả tiền hàng thì họ sẽ không cho mình lấy tiếp nữa đó. Mà em tính rồi, mình thấy người ta tới mấy triệu rồi đó, chứ có ít gì đâu. Chuyện đó để từ từ chị tính. Alo, cô Tư hả? Sao hôm nay vẫn chưa đưa tiền lời cho tôi? Dạ, anh ơi, em đang đi tỉnh anh ạ. Có gì em về Sài Gòn em sẽ trả cho anh tiền nha. Bây giờ tôi cho cô 3 ngày nữa. Cô mà không trả, tôi sẽ cho người tới tận nhà của cô đó. Dạ. Thôi, chị đi có chút chuyện, em lo quán đi. Chị, vậy còn việc của em thì sao? Chị tính sao? Chị Thư, có chuyện gì mà tìm chị gấp vậy? Chị ơi, em đang bế tắc lắm. Làm ăn lời lãi chẳng được bao nhiêu, chi phí thì lại quá nhiều. Em cực quá chị ơi, giờ em không biết làm sao luôn á. Em mới mở quán mà, ai mà chẳng như vậy. Em cố gắng kiên nhẫn một chút. Em cũng biết như vậy, nhưng mà bây giờ em cần tiền để bà trang trải và duy trì hoạt động của quán. Giờ em chỉ biết trông mong vào chị thôi. Thôi được rồi, bây giờ em cần bao nhiêu? Giờ khoảng 20 triệu. Thư nè, chị sẽ giúp em, nhưng mà chị chỉ giúp một lần thôi, không giúp em hoài được đâu. Dù gì đi chăng nữa thì chị với em vẫn chưa phải là người một nhà, em thông cảm cho chị. Chị Tú Anh, chị cứ Thư ạ. Em đợi chị chút nha. Bà thì ghê thiệt, mà bà ta nói cũng có lý. Bây giờ mình phải đẩy nhanh đám cưới của bà ta với anh hai á, thì cũng mong có tiền. Cảm ơn em. Chị, em nói nghe nè, mà sao á chị không đưa anh hai qua nhà chị ở? Không thì chị qua nhà ảnh chị ở. Chứ mỗi người một nơi như vậy á, em e là... Thì thật ra chị cũng muốn lắm, nhưng mà anh Cường anh chưa có chịu. Anh nói là dù sao hai người vẫn chưa ly dị. Thôi em đợi chị chút, chị lên lấy tiền cho em. Dạ. Thank you.
xem không nhiều nhà đi, mà đứng đây. Em định nấu cơm xong rồi tới đón con, nhưng mà chìa khóa em mở không được. Chú Cường. Anh. Cô Tú Anh dặn tôi đưa chìa khóa mới cho chú nè. Ủa sao kỳ vậy? Cô Tú Anh đã cổ thay ổ khóa mới. Cô đưa chìa khóa dặn tôi khi nào chú về á thì đưa tận tay cho chú. Nhưng sao anh không đưa cho Loan đi? Cô dặn tôi sao thì tôi làm vậy thôi, chứ tôi đâu có tự ý làm vậy được. Rồi chú thông cảm đi ha. Dạ. Rồi tôi về. Anh ơi, em quên nữa, anh tới trường đón con đi, em làm chút xíu là xong ngay. Em nghe nè anh. Tôi anh thật, tại sao em thay ổ khóa mà không nói cho anh biết gì hết trơn vậy, hả? Thì tại em thấy ổ khóa cũ rồi, em thay cái mới cho anh. Việc nhỏ như vậy phải hỏi ý kiến anh sao? Em đừng tưởng anh không biết mục đích của em là gì nha. Dù sao Loan cũng là vợ của anh mà, cổ được quyền vô nhà này. Lần sau em không được làm những chuyện tương tự như vậy nữa nghe chưa. Bây giờ anh Cường quay sang binh mã rồi còn chửi gì nữa, em có thử coi có tức không. Nếu như đúng như lời chị nói á, thì rõ ràng việc bà Loan tới nhà anh hai á để nấu cơm cho bé Bê thì chỉ là cái cớ thôi. Bà này á, chắc đang toan tính điều gì đó. Thì đương nhiên rồi, bà này hả, suốt ngày chỉ dùng cái chiêu lấy mấy đứa nhỏ ra để lôi kéo anh Cường thôi. Mà tức một cái là anh Cường không nhận ra, còn binh mã nữa chứ. Nếu để chuyện này á, càng kéo dài thì càng nguy hiểm. Không kéo anh hai á, lại quay về với bà đó. Chẳng lẽ chị em mình lại thua bà sao ta? Em nói đúng. Không thể để cho chuyện này kéo dài được.